Xin kính chào quý vị và các bạn. Tiếp nối hành trình của Chắp cánh ước mơ tại huyện Thạch An, ngày hôm nay chúng tôi muốn chia sẻ đến quý vị và các bạn câu chuyện của em Đinh Hoàng Đạo. Mồ côi mẹ, thiếu vắng sự chăm lo của cha, Đạo và em gái lớn lên bên tình yêu thương của bà. Tuổi thơ của Đạo cứ thế trôi qua mỗi ngày bên bà. Bà và em gái vẫn là động lực để em vững bước trong tương lai. Con tên Đinh Hoàng Đạo, năm nay con đến lớp 4. Nhà con có em Lý, em Bảo và con, rồi là bố với bà. Mẹ con bị mất rồi. Đạo và em gái nhỏ từng có một gia đình đầy đủ, hạnh phúc. Nhưng biến cố xảy đến khiến cho hai đứa trẻ mồ côi mẹ. Thế thì con có nhớ gì về mẹ mình không? Mẹ là người tốt bụng. Con nhớ là sáng hôm kia mẹ dậy mẹ ăn cơm ra và rồi gọi Lý dậy. Thế là bảo bà là con chị ở trên đầu. Thế là mất luôn, không biết mẹ sao. Con có mẹ chán lắm, buồn lắm. Từ khi mẹ mất, bố của Đạo cũng ít quan tâm đến các con. Không còn những sự chăm lo của mẹ, thay vào đó, bà ngoại trở thành chỗ dựa của Đạo. Bà thì ốm đau hay đi viện thường xuyên. Những lúc như thế, Đạo và các em tự tay lo hết mọi việc trong nhà. Con rất chăm sóc em và cả bà, làm những việc của mẹ, làm ăn đi cả nhà, đi làm ruộng nữa. Những công việc nào làm được thì làm thôi. Giờ con không có mẹ, con chăm sóc em. Kỳ nghỉ hè của hai anh em là những ngày làm ruộng và bẻ ngô ngoài đồng. Cô bé Lý, em gái của Đạo, mới chỉ có 6 tuổi, xinh xắn, đáng yêu và nhanh nhẹn. Thấy anh làm gì cũng xốc vác đỡ đần. Gương mặt thơ ngây ấy hiểu chuyện mà khiến ai cũng đau lòng. Ngày hai con ở nhà giúp bà làm, quét nhà, giặt quần áo, rửa bát, nấu cơm cho bà ăn với anh Đạo. Lúc bà đi viện, bố với anh Đạo chở ngô về. Con với Bảo, em Bảo bóc ngô. Con đi bẻ ngô với anh Đạo, hơi mệt nhưng mà rất vui. Cả nhà chỉ dựa vào chút nương rẫy và số tiền trợ cấp mồ côi để sống. Bà ngoại Đạo cũng đã tuổi cao, đau ốm liên miên, không làm được việc nhiều. Cạnh ba là khó. Kinh tế không đủ ăn thôi. Dựa vào cả nương giấy và ăn thôi. Ý đến các cháu, ba bốn đứa cháu. Nhưng mà hôm nay bà mất đi thì không ai người tựa vào đâu được. Bà cứ sợ như thế. Ngôi nhà sàn siêu vẹo, trống trước, hở sau, chắp vá khắp nơi là nơi ở của gia đình Đạo. Những ngày mưa gió, em và bố phải gia cố lại miếng bạt tre để chỗ ngủ không bị dột. Ý thức hoàn cảnh nên Đạo cũng rất ngoan và cố gắng làm nhiều việc. Trong căn nhà cũ kỹ, Đạo vừa tự lo cho bản thân, vừa thay cha, thay mẹ để bảo ban em khôn lớn. Suy nghĩ và hành động của Đạo cũng chín chắn hơn so với một đứa trẻ 10 tuổi. Góc học tập nhỏ bé, nhưng là nơi đang nuôi dưỡng một ước mơ giản đơn của Đạo. Làm việc, khi xong, sau ngày con sẽ kiếm nhiều tiền về cho cả nhà. Các bạn có bố mẹ, mình thì không có bố. Nước lớn lên con sẽ kiếm nhiều tiền để nuôi cả nhà. Thương bà, thương em, Đạo luôn cố gắng học tập thật tốt. Tuổi thơ của Đạo lớn lên vắng mẹ, nhưng tình yêu thương của bà sẽ góp phần nào đó giúp em vững tin hơn trên chặng đường trưởng thành của mình.
hôm nay đến với gia đình của em Đạo thì chắc phải ước mơ cũng đã mang đến một món quà của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cao Bằng, đó là một sự hỗ trợ 5 triệu đồng dành cho em Đạo và gia đình. Về phía Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Thạch An cũng sẽ có một phần quà hỗ trợ dành cho em Đạo. Xin mời bên phía mặt trận ạ. Về phía Ủy ban Mặt trận xã thì cũng sẽ có một phần quà gửi đến cho em Đạo và gia đình. Hy vọng rằng là những cái sự hỗ trợ này sẽ là một phần động lực nhỏ để giúp cho Đạo cũng như em gái của mình sẽ tiếp tục nỗ lực cố gắng để vượt qua hoàn cảnh. Để có thể chia sẻ với hoàn cảnh của em Đạo thì quý vị và các bạn cũng có thể gửi những cái sự đóng góp của mình dành cho em tới số tài khoản của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Thạch An. Đến đây thì thời lượng dành cho Chắp cánh ước mơ cũng đã khép lại. Xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những hành trình tiếp theo của Chắp cánh ước mơ. Danh sách ủng hộ em Nông Văn Thượng, xóm Bản Riềng, xã Sơn Lộ, huyện Bảo Lạc, nhân vật có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại chuyên mục Chắp cánh ước mơ số 5 năm 2024. 1. Ban vận động Quỹ vì người nghèo tỉnh Cao Bằng 5 triệu đồng. 2. Tập thể Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, xã Sơn Lộ, huyện Bảo Lạc 200.000 đồng. 3. Trần Tùng Anh, xóm 11, huyện Hòa An 100.000 đồng. 4. Mông Minh Giang, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Bảo Lạc 500.000 đồng và các cá nhân tập thể khác đã ủng hộ cho em Nông Văn Thượng với số tiền 9.100.000 đồng.